Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ video cách cá con với nghệ nha các bạn. Đây là mẹ cá con mình mua 20.000 tiền cả. Mùa này là mùa mưa cho nên là cá con rất là nhiều. Nếu các bạn ở nhà có sẵn cá con thì hãy làm theo cách kho cá con giống như mình nhé. Cá này có thể là mình kho quẹt ăn với cơm hoặc là mình cuốn bánh tráng nha các bạn. Nếu các bạn cuốn bánh tráng thì sẽ là mình kho lạt lại một tí. Còn ở đây là mình kho quẹt để ăn cơm. Bắt đầu thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là nghệ và tỏi. Các bạn phi nghệ và tỏi cho nó thơm lên, cho nó vàng nha các bạn. Các bạn bỏ nhiều dầu ăn vào một tí. Tại vì kho cá con là phải có nhiều dầu thì cá con nó mới béo. Và các bạn chuẩn bị sẵn ớt nha. Cá nó có vị tanh cho nên là mình phải bỏ ớt vào cho nó cay, để cho nó mất cái vị tanh của cá đi mà ăn lại ngon nữa. Nếu các bạn có mỡ, tóp mỡ hoặc là gì đó thì các bạn bỏ thêm vô nha. Ở đây mình bỏ thêm một tí nghệ bột nữa, tại vì nhà mình chuẩn bị nghệ hơi ít á. Với lại nghệ mùa này nó không được đỏ. Các bạn phi vàng lên cho nó thơm rồi chúng ta sẽ bỏ cá vào. Ở đây cá con của mình đã rửa sạch sẽ rồi nha. Lúc các bạn bỏ vào rồi thì các bạn đừng có đảo nha các bạn. Các bạn để nguyên đi. Các bạn bỏ thêm và mỡ, tóp mỡ để cho nó béo. Xong rồi các bạn sẽ thêm gia vị nha. Ở đây mình bỏ 1 muỗng tiêu, 2 muỗng đường. Rải đều ra nha các bạn. 1 muỗng bột ngọt. 1 ít nước mắm nha. Tùy vào gia vị của nhà mình ăn mặn hoặc là nhạt thì các bạn bỏ nước mắm cho nó vừa. Sau đó thì các bạn mở lửa cho nó nhỏ lại để cho nó sôi riu. Lúc này các bạn bỏ ớt vào. Ở đây nhà mình có loại ớt nhỏ xíu cho nên là mình sẽ bỏ nguyên trái vào. Không có cắt nha các bạn. Cắt thì sợ nó cay. Mình để nguyên trái mình kho luôn. Cái nồi cá con này thì các bạn kho khoảng 15 phút. Để nhỏ lửa, lửa cái nhỏ nhất luôn. Thì mình sẽ hầm cho nó riu. Khi nào cạn nước là được nha. Nếu các bạn mà không ăn ớt được thì mình bỏ ít ớt lại nha các bạn. Thì nếu mà không ăn được cay thì mình có thể thay vào đó là hành lá nha. Nhà mình ăn cay được cho nên là mình sẽ bỏ ớt nhiều và không bỏ hành lá. Rồi như vậy các bạn chỉ cần là đun cho nó cạn lên. Nó cạn, nó ngấm cái dầu ăn mỡ vào cá. Thì lúc đó mình ăn cảm giác cái con cá nó rất là béo. Thank you.